giờ buổi chiều thứ bảy các bạn. Đây là không gian đậu xe của trung tâm nè, 10 đến 20 chiếc ô tô cũng đậu đây các bạn. Chiều thứ bảy mát mẻ, các bạn đã đi học lại gần như là đều rồi nè. Thứ bảy là vắng nhiều rồi các bạn, cái 5-6 giờ chiều. Thank you.
Thank you.
mình xuống like nha các bạn.